যায় না তোমার। Này là đi thi bằng ở trượt đấy. Được à? Ừ. Phát gạo. Anh cứ lanh quanh ở đấy đi. Trèo được lên cái này không? Ôi, dụng bô rồi. Làm quá tốc độ thôi nào.
lòng lắm kìa. Nó hay chết máy. Máy 150cc côn tay Honda chính hãng. Cái gì anh? Dưới đây anh lùi đi, không nhảy xuống. Thôi thôi, em cứ lên đây đi, ngồi đây đi. Cứ dẫn đi, cậy nó đằng nào chẳng bóng. Thôi để ngồi anh. Anh nói em dẫn. Chưa cả dừng. Thế này hay cần gì? Xe nhẹ quá. Xe nhẹ. Xăng ở trên này à? Bị xăng là sao? Ôi ơi. Lại không anh? Hiểu. Bây giờ bánh lên.
chắc là được, lốp gai này cơ mà. Xe nó nhẹ của nó bênh đít lên. Thế thì chốc về đổ lên một lớp bê tông gài phân ở đây này. Lên đi anh. Rất êm luôn, con này mà chạy địa hình thì tuyệt vời. Máy Honda 150cc côn. Lỗ êm như tiếng chó thở.